Nửa đêm đi xin tiền. Phải chăng là đây rồi? Ngọc Hoàng vạn tuế. Được lên thiên đình rồi. Hãy kể cho ta nghe về tình hình dưới thế gian của nhà ngươi. Ngươi tọa nguyện về cuộc sống của mình chứ? Thưa Ngọc Hoàng, tôi không hề tọa nguyện. Tôi luôn thắc mắc tại sao cuộc đời tôi lại nghèo khó, luôn vất vả, nay đây mai đó mãi vậy. Sao nhà ngươi lại nghĩ thế? Ta cho mỗi người cơ hội như nhau, nhưng giàu hay nghèo là do chính bản thân họ chứ. Thế là sao ạ? Thôi được, hãy nhìn lại cuộc sống của ngươi dưới trần gian đi. Dân à, bác phải sang bên ngoại có việc gấp. Lát nữa cháu ra ngoài đồng cuốc nốt cho bác thửa đất bác đang làm dở nhé. Vâng, phải nhanh đấy, vì mai đã gieo giống mới rồi. Bác lúc nào cũng nhắc mình làm nhanh, làm nhiều, đến là mệt. Chi bằng... Trời ơi, Dần, sao cháu lại... Mình nói gì thế? Thằng Dần nó bỏ đi làm ăn xa rồi. Trong thư nó để lại, nó nói là muốn tự mình làm ăn, không cần tới hai bác nữa. Cái thằng... Tôi đang định tối nay về sẽ bàn giao lại cho nó cai quản cái nông trại nhà ta. Vậy mà nó đi mất thế này. Cần người làm công 3 đồng một tháng. Cuối cùng mình đã tìm được việc làm. Anh Dần, nghỉ tay đã, để em lấy nước cho mà uống. Ủa, cô Út, ba em hay khen anh lắm. Ba em nói rằng từ ngày có anh đến giúp, mọi việc trong nhà thấy thuận lắm. Ông chủ lại quá lời rồi. À, mãi nói chuyện mà em quên mất. Ba em dặn gọi anh lên có chuyện quan trọng muốn bàn đấy. Vậy hả? Tôi sẽ lên ngay. Dạ, ông chủ cho gặp tôi ạ. Tôi mới đấu thầu của làng mấy chục mẫu đất để canh tác, nhưng người trông nom lại nghỉ việc. Cậu có thể giúp tôi gánh vác việc này được không? Dạ, tôi xin dốc lòng để làm ạ. Vậy từ ngày mai, cậu tạm thời chuyển ra ngoài láng sống và trông coi luôn cho tôi nhé. Vâng ạ. Xem ra, con gái ta đã có cảm tình với chàng trai kia rồi. Cha này, cứ trêu con. Bây giờ mình cai quản bao nhiêu việc, lương cũng mới lên được 4 đồng một tháng. Thiệt thòi cho mình quá. Nếu làm chỗ khác, có khi mình được tăng lên 8 đồng rồi ấy. Thế này không được, mình phải đi tìm chỗ khác làm thôi. Sao đêm hôm khuya khoắt cậu lại trở về đây làm gì? Dạ thưa ông, song thân của tôi dưới quê bị ốm, tôi mới được tin, xin ông cho tôi về gấp ạ. Thế cậu định về ngay à? Thưa vâng. Thế cậu định bao lâu thì quay lại đây? Dạ, cũng chưa thể nói trước được ạ. Để tôi vào lấy máy tính tiện công rồi gửi cho cậu. Có thế chứ, mình đã lừa được ông ấy. Thế nào ngày mai mình cũng kiếm được công việc ngon lành hơn cho mà xem. Cha, vậy là anh ấy đi rồi ạ? Đi rồi. Cậu ta nói ba mẹ ở quê bị ốm. Nhưng cha e rằng cậu ta nói dối vì cậu ta ở đây không gặp ai, làm sao biết được tin tức ở nhà. Vậy anh ấy... Thôi con ạ, cha cũng rất quý cậu ta, định bụng gả con cho cậu ấy, rồi vài năm nữa sẽ giao cho hai con cái dinh cơ này. Vậy mà... Trời ơi, chỉ vì đa nghi, hám cái lợi trước mắt mà tôi đã để lỡ hết cơ hội này đến cơ hội khác của đời mình. Nếu cho tôi làm lại, chắc chắn tôi sẽ thành công, thưa Ngọc Hoàng. Ta rất tiếc, nhà ngươi chỉ có duy nhất một cuộc đời mà thôi.
5 phút quay chậm. Anh ơi, mau lại đây nhanh lên. Em chạy nhanh thế. Anh ơi, bánh kẹp Hoagie đang khuyến mãi nè. Cơ hội ngàn năm có một đấy. Mua một tặng một cơ à. Anh em mình có đủ 5 xu, vậy là mỗi đứa chúng mình được một cái. Anh em mình có thể ăn chiếc bánh kẹp ngon nhất trên đời này mà chỉ cần trả có 5 xu. Thật vui quá. Em đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Ừ, vào thôi. Ngon lắm mẹ ơi. Ừ, ăn từ từ thôi con. Sắp đánh lượt chúng mình rồi. Anh sẽ để cho em nửa phần của anh nữa. Xin chào quý khách, chúng tôi có thể giúp gì ạ? Chị cho em 2 phần bánh kẹp bò đặc biệt của ngày hôm nay. 2 suất bánh kẹp bò đặc biệt phải không? Của em hết 10 xu. 10 xu ạ? Em mua bánh kẹp khuyến mãi của ngày hôm nay mà chị. Đúng là ngày hôm nay là ngày khuyến mãi, nhưng chương trình chỉ trước 10 giờ sáng và sau 9 giờ tối thôi em à. Giờ đã là 10 giờ 02 rồi, nên chị không thể bán cho em bánh khuyến mãi được nữa. Ôi, chán quá đi mất. Em đã dậy rất sớm để làm xong công việc buổi sáng và chạy rất nhanh đến đây. Hay chúng mình mua một cái cho em thôi, vì anh cũng không quen ăn sáng lắm. Không, anh không ăn thì em cũng không ăn đâu. Chúng mình về thôi. Này, hai cháu. Hai cháu cứ mua 2 chiếc bánh đi. Bác sẽ phụ thêm vào cho hai cháu. Dạ không, chúng cháu không thể nhận tiền của bác như vậy được ạ. Cháu cảm ơn bác. Hay là 9 giờ tối anh sẽ quay lại đây mua bánh cho chúng mình nhé. Em chỉ việc đợi ở nhà thôi. Giờ đó thì chẳng ai cho anh ra ngoài để mua bánh kẹp đâu. Trung tâm sẽ đóng cửa từ 8 giờ tối. Nếu mọi người biết anh ra ngoài, anh sẽ bị phạt đấy. Trung tâm? Vậy các cháu ở... Dạ, chúng cháu ở Cô Nhi Viện ạ. À. Tội nghiệp bọn trẻ. Cô ơi, hình như đồng hồ ở cửa hàng nhanh rồi. Đồng hồ đeo tay của tôi chỉ mới 9 giờ 56 phút thôi. Đồng hồ của tôi cũng chỉ 9 giờ 56 phút thôi. Của tôi cũng vậy. Vâng, thưa quý khách, có lẽ đồng hồ của cửa hàng bị nhanh mất 5 phút. Giờ là 9 giờ 56 phút. Các bạn vẫn có thể có suất bánh khuyến mãi của cửa hàng. Em cảm ơn. Ôi, bánh ngon quá. Chúng cháu cảm ơn mọi người. Chúc các cháu ngon miệng. Vợ tôi hoàn hảo. Trời ơi, đắt thế anh mua làm gì? Chừng này mà nỡ lấy của người ta tới tận 18.000. Thật là... Em đã dặn anh mua ở hàng bà cụ tóc bạc gầy gầy, ngồi ở cuối chợ rồi mà anh không nhớ à? Có đáng bao nhiêu đâu mà em cứ nói mãi thế. Đắt hơn có chưa đầy 10.000. Em tính toán tủng mủng thế, không thấy mệt mỏi sao? Sao lại không đáng? Tiết kiệm từ cái nhỏ mới dành dụm được tiền làm việc lớn chứ. Anh xem, chúng ta cứ ở nhà thuê mãi, bao giờ mua được nhà đấy? Sao có mấy nghìn bạc lẻ mà em cứ chuyện nọ xọ chuyện kia thế? Lần sau đừng có mà nhờ anh mua cái gì nữa, em tự đi mà mua nha. Ơ, anh sao thế nhỉ? Giờ này còn chưa thấy về nấu cơm, cô ấy định bỏ đói mình chắc. Ủa, hôm nay chủ nhật mà anh dậy sớm vậy? Anh đói chưa? Chưa đói mới là lạ. Em đi chợ cái kiểu gì mà đến giờ mới về? Có bữa ăn thôi mà em chẳng lo được thì ra ngoài ăn cho xong, không phải nấu nướng gì nữa đâu. Em xin lỗi, tại hôm nay em ra chợ, tự nhiên thấy mấy bà nói mới mở chợ đông, ở đó bán rau củ vừa rẻ vừa tươi, nên em xuống đó mua thử một hôm. Suốt ngày đắt rẻ,
em hạ tiện vừa phải thôi. Mà hôm nay đừng có nấu cơm cho anh ăn. Anh không ăn cơm nữa đâu. Anh đi uống nước đi. Cô ấy lại đi đâu mất rồi? Giờ này mà chẳng về nhà cơm nước nấu nướng gì cả. Chưa bao giờ thấy cô ấy về muộn thế này. Mà sao cũng chẳng thấy gọi điện về. Hay là... thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. À, chị Tư ơi, chị có thấy nhà em đâu không? Giờ này vẫn chưa thấy về chị à. Cô Hải à, cô ấy chưa về sao? Hồi chiều cô ấy có rủ tôi đi chợ Đông. Nhưng mà nhà tôi còn nhiều thức ăn quá, nên tôi không đi. Chợ Đông là ở đâu hả chị? Chú không biết chợ Đông hả? Ra đường D cứ đi xuôi là tới. À, vâng, giờ này cô ấy chưa về em sốt ruột quá. Gọi điện thì không được. Thôi em đi đi, cảm ơn chị nha. Cháu chỉ có nhiêu đây thôi. Cô cầm về mà lo cho các em. Ê chết, ai lại thế? Cô không thể nhận của cháu được. Cháu cứu cô, lại còn vất vả kéo xe và đồ của cô lên. Ơn này cô chưa biết lấy gì đền đáp. Giờ cháu lại còn cho tiền, cô không có nhận được đâu. Ôi, cô đừng nói đến ân huệ. Lúc cô khó khăn thì cháu giúp. Cũng như lúc cháu gặp khó khăn, mọi người giúp đỡ lại cháu thôi mà. Cô cứ nhận lấy đi, rồi còn về nhà kẻo khuya. Các em ở nhà chắc đang mong cô lắm. Phải đó, thôi chị cứ nhận đi cho cô ấy vui lòng. Thôi thì cô xin. Cô chẳng biết lấy gì để cảm tạ cháu. Cảm ơn mọi người nhiều ạ. Chào mọi người. Ừ, chị về nha. Rõ tội. Thôi, cô về sớm đi. Mà phụ nữ đêm hôm không nên về khuya. Đoạn đường này vắng lắm. Để chúng tôi đi cùng cô một đoạn. Dạ. Hả? Anh đi. Ơ, anh. Sao? Sao anh biết em ở đây mà đón? Ờ, anh nhà đây à? Anh quả là có phúc lắm đấy. Lấy được người vợ tốt hiếm thấy. Dạ, cảm ơn các bác. Thôi, chúng tôi về đây. Chào hai vợ chồng nha. Vâng, chào mọi người. Chuyện gì thế em? Anh chưa hiểu lắm. Sao người em lại lấm lem hết thế? À, trên đường đi chợ vừa nãy, em thấy cô kia bị đổ cả xe hàng. Người và xe lao xuống mương, nên em đã giúp cô ấy. Cô ấy khổ thân lắm anh à. Cả nhà trong chợ hết vào gánh hàng ngô và khoai luộc đi lên phố bán. Vậy mà ngã xuống mương, đổ hết sạch, chân tay xây xước hết. Lúc đó chỉ có mỗi em sao? Vâng, em kéo cô ấy lên rồi lội xuống mương vớt hàng và xe cho cô ấy. May mà sau đó có mấy người đi tới nên cùng giúp sức. Có điều làm sao? Có điều em vẫn chưa mua được đồ ăn. Với lại em thấy hoàn cảnh của cô ấy cũng tội, nên em biếu hết tiền cho cô ấy rồi. Chắc anh đói lắm. Anh có giận em không? Giận gì chứ. Anh cứ lo chuyện gì xảy ra với em. Em không sao là anh mừng lắm rồi. Mọi người nói đúng. Anh thật có phúc khi cưới được người vợ tốt như em. Vậy mà bấy lâu anh không biết trân trọng. Anh còn chê trách, buồn bực. Là anh không tốt. Em là người vợ hoàn hảo vợ à. Cho đến giờ anh mới nhận ra. Anh nịnh thần nha. Thật mà. Thôi, chúng ta đi về nhé. Sương xuống nhiều rồi. Em đi xe máy, để anh đi xe đạp cho. Đã bảo em đi xe máy vẫn chưa thẳng mà lại. Em sợ lắm. Thôi, anh cứ đi xe máy bên cạnh em là được rồi. Ai làm thế? Hay em vác xe lên ngồi đằng sau đi. Thôi, mệt lắm. Về nhà có một đoạn thôi mà. Nhà chỉ còn có một quả trứng. Tí nữa em sẽ nấu món nước mắm sốt trứng. Anh đồng ý không nào? Ôi trời ơi, chắc là khủng khiếp lắm. Thôi không sao, chỉ cần là em nấu món gì anh cũng ăn hết. Người mẹ. Ba ơi, hôm nay ba được về sớm, khát quá. Ừ, lâu lắm ba mới đi đón con đúng giờ. Mình về nấu cơm nha ba. Bà nội vừa gửi lên bao nhiêu là rau củ. Thế cũng được. Nhưng hôm nay cô Uyên lần đầu đến nhà mình chơi. Em có phiền không? Nếu em không thích thì đi ăn nhà hàng cũng được.
em cũng thích nấu ăn ở nhà hơn. Em sẽ nấu món gì đó thật ngon cho ba con anh cùng ăn nhé. Cô Uyên là nhất. Để cô xem bà nội gửi cho cô tí rau gì nào. Ôi, sao vậy em? Rau hỏng hết rồi anh à. Từ hôm mẹ gửi ra, anh cũng chưa sờ tới. Ba với con toàn ăn nhà hàng thôi cô ơi, chả nấu ăn bao giờ. Tuần nào bà nội cũng gửi rau lên, nhưng lại hỏng hết thôi. Bà nội chăm hai cha con ghê ha. Bà nội có vườn rau rộng lắm cô ơi. Bà bảo bà trồng rau chỉ để cho ba ăn thôi. Tuần nào bà cũng gửi lên cà chua này, khoai tây này, rồi cả những rau gì nữa mà con không có biết tên. Mẹ lúc nào cũng coi anh như trẻ con vậy. Rau gì anh thích ăn, mẹ đều cặm cụi trồng rồi gửi lên. Mà anh thì bận quá, chẳng có thời gian mà nấu nữa. Mẹ anh mà biết rau của mẹ héo hết thế này, chắc mẹ buồn lắm. Mấy củ khoai tây vẫn chưa hỏng cô này. Cô nấu món canh sườn hầm khoai tây đi cô. Cháu thích ăn món ấy lắm. Ơi, cô cũng thích. Cô cháu mình hợp nhau ghê. Nếu cô Uyên là mẹ cháu thì lúc nào cháu cũng được ăn cơm ở nhà và ăn rau của bà nữa. Bà ơi, cô Uyên nấu canh khoai tây ngon như bà nấu vậy. Cô ấy cũng hiền nữa. Thế à, cô Uyên nào thế con. Cô Tí lại nói nhăn nói cuội rồi. Dạo này mẹ gầy đi nhiều. Mẹ vẫn khỏe lắm. Con mới gầy đi đó. Con đang lo lắng chuyện gì đúng không? Chỉ có mẹ là hiểu con thôi. Mẹ ơi, nếu con nói con đang yêu một cô gái thì mẹ nghĩ sao ạ? Thì mẹ ủng hộ cả hai tay chứ sao nữa. Mẹ nói thật ạ? Vợ con đã mất cũng 5 năm rồi. Con cũng cần có người bên cạnh chia sẻ buồn vui chứ. Nhưng con cứ băn khoăn, chuyện mẹ kế con chồng có bao giờ tốt đẹp. Con có tin người con yêu là một cô gái tốt không? Con tin chứ ạ. Nhưng tốt với con là một chuyện, còn tốt với cô Tí hay không lại là chuyện khác. Làm sao cô ấy có thể yêu thương cô Tí như chính con cô ấy sinh ra được? Mà con thì không bao giờ muốn cô Tí phải chịu thiệt thòi. Có một chuyện mẹ phải kể với con. Chuyện gì vậy mẹ? Mẹ là mẹ kế của con. Mẹ là mẹ kế của con ư? Đúng vậy. Mẹ lấy ba con khi con chỉ vừa hơn 3 tuổi một chút. Ngày sau đó, cả nhà mình chuyển ra Bắc. Còn quá bé, con không thể nhớ được. Nhà mình cũng không có người quen nào ở đây, nên không ai biết cả. Mẹ cũng dặn ông bà nội ngoại đừng nói gì về chuyện này, để con được lớn lên hạnh phúc như bao đứa trẻ khác. Mẹ là mẹ kế của con. Ba, ba ơi. Ba, ba lại đang nhớ cô Uyên phải không? Ba đang nhớ bà nội của con. Bà nội à? Bà nội tốt nhất trên đời ba nhỉ? Ba là người mẹ tốt nhất của ba. Mà Tí này, còn con muốn cô Uyên... Cô Uyên sao ạ? Cô Uyên sẽ trở thành mẹ của con. Có chứ ạ. Con rất yêu cô Uyên. Ba, có thật là cô Uyên sẽ thành mẹ của con không ạ? Đúng rồi, con trai sẽ sớm thôi. Hoàng hôn tím. Nào, bà lão, chúng ta về nhà thôi. Để tôi dìu bà đi nha. Bà ngồi đợi tôi chút nha. Để tôi vào dọn dẹp chút. Ông bà Kuroki đã về rồi đó hả? Bà Chisu đó hả? Mời bà vào chơi. Sức khỏe của bà thế nào rồi? Tôi buồn quá. Bị bệnh tiểu đường, giờ mắt mũi chả thấy gì, tôi thấy mình thật vô dụng. Ấy, sao bà nói thế? Bà phải nghĩ cho ông lão nữa chứ.
phải sống vui vẻ để ông ấy còn có điểm tựa. Từ lúc về nhà tới giờ, bà ấy cứ ủ rũ như vậy, làm tôi cũng não cả ruột. Bà Jisoo ở lại uống trà, nói chuyện với bà ấy cho vui nha. Thôi, mai tôi ghé, nay nhà tôi có khách, tôi phải về sớm chút. Ông bà nghỉ ngơi. Vâng, chào bà lại nhà. Vâng, chào ông. Ở đây vắng quá, kể ra hàng xóm láng giềng gần gũi chút, thì bà ấy sẽ có người trò chuyện. Bà ấy sẽ quên đi sự phiền muộn trong lòng. Cứ buồn bã vậy hoài á thì bệnh càng thêm nặng thôi. À, Hoa Chi Anh đây mà. Thơm quá, hình như là Hoa Chi Anh. Đúng Hoa Chi Anh rồi. Bà tin thật đấy, vẫn nhớ mùi hương này sao? Nhớ chứ, cứ ngửi cái mùi hoa này là tôi nhớ ngay đến cái hồi bọn mình còn trẻ. Ông tặng tôi suốt mà. Nhà tôi chỉ có ít hạt giống Hoa Chi Anh này thôi, cũng chưa có thời gian để trồng. Ông cứ cầm lấy đi. Ừ, cảm ơn bà. Tôi muốn trồng ít hoa này trong vườn. Bà lão nhà tôi rất thích ngửi mùi thơm của loại hoa này. Tôi nghĩ nó sẽ giúp bà ấy phấn chấn hơn. Vâng, tôi cũng mong bà Kuroki sống vui vẻ, khỏe mạnh. Ừ, tôi về nhé. Khi nào rảnh bà nhớ ghé qua nhà tôi chơi với bà ấy cho vui. Thơm quá ông lão ơi, tôi có cảm giác như mình đang đứng giữa rừng Hoa Chi Anh vậy, thật tuyệt vời. Một rừng thì không, nhưng một luống thì có. Tôi đã gieo trồng luống Hoa Chi Anh để tặng bà đó, tôi dẫn bà ra đó nha. Hoa gì mà đẹp thế, một dãy hoa thật tuyệt. Chúng ta qua đó xin chủ nhân cho chụp vài bức ảnh làm kỷ niệm đi. Đúng vậy, đi nhanh lên. Dạ, chào hai cụ. Hai cụ có luống hoa đẹp quá, chúng tôi có thể ngắm nhìn chúng được không ạ? Ồ, được chứ, được chứ. Mọi người cứ tự nhiên. Hoa Chi Anh đấy, lần đầu tiên tôi được nhìn thấy nhiều hoa thế này. Hoa đẹp quá. Ông lên pha trà mời khách đi. Chẳng mấy khi nhà mình có khách, họ cần phải được tiếp đón chu đáo. Ừ, tôi biết rồi. Tôi đi lấy trà luôn đây. Lâu lắm rồi tôi mới được một bữa vui vẻ thế này. Ước gì sẽ có khách qua chơi thường xuyên thế này. Ông Kuroki này chịu khó thật, trồng cá rừng hoa thế này. Ngưỡng mộ ông ấy quá. Ừ, ông ấy dành nhiều tâm huyết cho đội hoa này lắm. Bà Kuroki chắc vui lắm. Cảm ơn ông vì vườn hoa này. Nhờ chúng mà tôi đã tìm lại được niềm vui. Việc này có là gì, chỉ cần bà vui thì dù trồng Hoa Chi Anh cả nước này tôi cũng làm được. Comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.